Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến, có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên, gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Chăm sóc cây bưởi thời kỳ phát triển quả non. Hiện nay cây bưởi đang ở giai đoạn nở hoa, phát triển quả non là thời điểm quan trọng để đảm bảo năng suất và chất lượng quả. Để có một vụ quả bội thu, các nhà vườn đừng bỏ qua những cách chăm sóc, bón phân và phòng trị bệnh dưới đây. Thứ nhất, tỉa bớt quả. Những quả bưởi sau khi đậu được khoảng 2 đến 3 tuần là thời điểm rụng quả sinh lý. Những cây chăm sóc kém có thể rụng quả hàng loạt, vì vậy cần tiến hành tỉa bớt quả trên chùm sai, tỉa các quả nhỏ, quả vẹo để tạo điều kiện cho các quả chính phát triển tốt. Tùy tình hình phát triển của cây và tuổi cây mà số quả để lại trên cây là khác nhau. Việc tỉa quả cần tiến hành 2 lần, tỉa quả lần 1 sau khi đậu quả 2 tuần, tỉa quả lần 2 tiến hành cách lần 1 khoảng 2 tuần. Trong quá trình tỉa quả, cần tỉa bỏ quả nhỏ, quả ở chùm quá dày, quả ở vị trí không thuận lợi, quả không cân đối, cắt bỏ những cành ra hoa nhưng không có khả năng đậu quả, cành tằm, cành khô, khi cắt nên dùng dụng cụ chuyên dùng để cắt tỉa. Thứ hai, chăm sóc và bón phân. Trong giai đoạn này, cây rất cần chất dinh dưỡng để tập trung nuôi quả. Vì vậy, sau khi tiến hành tỉa quả lần 1 khoảng 1 tuần thì tiến hành bổ sung dinh dưỡng cho cây. Lượng phân bón phụ thuộc vào tuổi cây, tình trạng phát triển của cây, chất đất. Sau khi thu hoạch bón nhiều phân, cây sinh trưởng phát triển tốt, lá xanh tốt thì bà con bón ít và ngược lại, cây còi cọc, lá không xanh thì bón nhiều. Có thể dùng phân đơn hoặc phân NPK tổng hợp để bón cho cây. Lượng phân bón cho cây giai đoạn mang quả như sau. Đối với cây 5 năm tuổi, bón 0,1 kg phân lân cộng 0,1 kg kali cộng 0,1 kg đạm urê trên cây, hoặc bón 0,5 kg NPK 16, 6, 16 hoặc 5, 13 trên cây. Đối với cây từ 6 đến 10 năm tuổi, bón 0,2 đến 0,3 kg đạm urê cộng 0,3 đến 0,4 kg kali trên cây, hoặc bón 0,1 kg NPK 16, 6, 16 hoặc 5, 13 trên cây. Cách bón: phân bón được hòa với nước và tưới đều xung quanh tán cây hoặc rải phân đều lên bề mặt, tính từ hình chiếu tán của cây trở vào phía gốc. Sau đó, lớp nhẹ lớp đất tránh tổn thương đến rễ và tiến hành tưới nước cho cây. Tùy vào sức phát triển của cây, có thể sử dụng nước phân chuồng, ốc, ngô, đỗ tương, xương động vật ngâm với lân để tưới cho cây từ 1 đến 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Chú ý, khi tiến hành bón phân, tuyệt đối không được xới xáo, cuốc trong tán cây để tránh gây tổn thương bộ rễ. Không được bón quá nhiều phân đạm, cây sẽ sinh trưởng và hình thành tầng rời, gây rụng quả non. Thứ ba, sử dụng phân bón lá. Dùng phân bón qua lá như phân đầu trâu 902 hoặc Atonic theo chỉ dẫn trên bao bì. Có thể kết hợp phun thuốc sâu hoặc bệnh. Lần phun này có tác dụng cung cấp bổ sung một số nguyên tố đa vi lượng, làm giảm rụng quả non, kích thích quả mau lớn. Thứ tư, chế độ tưới nước. Từ tháng 3 đến tháng 5 cần tưới ẩm nhằm hạn chế rụng quả, độ ẩm đạt 70 đến 80. Trong thời kỳ nếu mưa nhiều cần phải tiêu thoát nước kịp thời, không để ngập úng. Thứ năm, phòng trừ sâu bệnh. Trong vụ xuân mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, ẩm độ không khí cao, ít ánh sáng nên các loại sâu bệnh hại thường phát triển mạnh và làm cho quả non bị hỏng. Các loại sâu bệnh thường gặp gồm: thứ nhất là sâu vẽ bùa, sử dụng thuốc polytrin 440EC pha 25ml trên 10 lít nước hoặc Streptol 500EC pha 25ml trên 10 lít nước, phun phòng 1 đến 2 lần trong mỗi đợt cây có lộc non, quả non, và hiệu quả nhất lúc lộc non dài từ 1 đến 2 cm, quả non có đường kính 2 đến 3 cm, phun ướt hết mặt lá non, quả non. Hai là rệp xám. Rệp xám gây hại bằng cách chích hút lá, cành quả, cuống quả. Dùng Serfa 25EC hoặc Tribon 10EC pha với nồng độ 0,1 đến 0,2%. Thứ ba là bệnh muỗi đen thân cành, lá, quả. Thời gian xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 10. Phun Bốc Đô 1% hoặc sunfat đồng 1% kết hợp với cắt tỉa cho thưa tán lá, cành. 4 là bệnh loét sẹo. Bệnh tấn công từ lúc quả còn nhỏ đến khi quả lớn. Bệnh nặng làm rụng quả. Năm nào mưa nhiều, thời tiết nóng ẩm, bệnh phát triển mạnh thành dịch. Để phòng trừ dùng bốc đô 1%, 15g sunfat đồng cộng 20g vôi tôi trên 20 lít nước hoặc Coxit 53.8 DF. Thứ 5 là bệnh mốc xương. Đề phòng bệnh mốc xương gây hại, dùng các loại thuốc đặc trị như Ridomin Gold 72W, Alite 80WG, phun lúc quả có kích thước bằng đầu ngón tay. Thứ 6 là bệnh chảy gôm. Thời gian gây hại từ tháng 4, tháng 5, tháng 9, tháng 10. Phun Alite 0,3% lên thân, cành, tuần một lần cho tới khi khỏi. Ngoài ra có thể dùng Basudin 10G để trị kiến, mối, bọ cánh cứng, trộn tỷ lệ 1 thuốc cộng 10 cát rắc xung quanh gốc cây. Thứ 7 là sâu đục thân, cành, quét vôi vào gốc cây và thân cây. Dùng xi lanh bơm thuốc trực tiếp vào lỗ sâu đục bằng thuốc Cefa 25EC. Thứ 8 là bệnh nhện đỏ. Khi quả có kích thước 2-3cm, cần bắt buộc phun phòng trừ bệnh nhện đỏ gây hại. Chúng không những làm rụng quả mà còn gây hiện tượng nám quả, ảnh hưởng đến màu sắc, hình dạng và độ lớn của quả sau này. Sử dụng thuốc Bronuen 2.0EC, Amphamid, Ortut. Chú ý, sử dụng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì. Thường xuyên kiểm tra vườn cây, phát hiện sâu bệnh phòng trừ kịp thời. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc hóa chất ít độc, không dùng thuốc cấm sử dụng. Một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên trái bưởi hiệu quả, an toàn. Việc sử dụng túi vào quả, bẫy, thuốc sinh học trong phòng trừ ruồi hại quả bưởi có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm tác nhân gây hại, nâng cao sản lượng quả, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, quá trình sinh trưởng, phát triển thì quả còn chịu tác động của rất nhiều yếu tố ngoại cảnh, trong đó có ánh nắng gay gắt của mùa hè và nhiệt độ không khí cao, làm cho quả rất dễ bị cháy, rám nắng. Do đó, việc sử dụng túi quả chuyên dụng là rất cần thiết. Bao quả bằng túi chuyên dụng mã số 3B27 do Đài Loan sản xuất, kích thước bao 37 x 33 cm, có dây kẽm buộc miệng bao và để bao đến khi thu hoạch quả không bị ruồi vàng gây hại. Sử dụng biện pháp bao quả đã giảm tỷ lệ quả bưởi bị nám, cháy nắng từ 90,3 đến 100% so với để quả tự nhiên không bao, không phun thuốc, đồng thời làm tăng khối lượng quả, mẫu mã quả đẹp, đem lại hiệu quả tốt nhất. Phun thuốc phòng trừ ruồi bằng dung dịch Enterpro nồng độ 10%, phun mỗi cây 50ml dung dịch Enterpro đã pha loãng. Cách phun: phun điểm, phun xương, mỗi điểm 50ml cho 1m2 tán lá, phun 1 tuần trên 1 lần, hoặc dùng bẫy nhử ruồi vàng bằng thuốc Rizubon, tẩm 1ml hỗn hợp thuốc vào bẫy, treo lên cây, treo 2-3 bẫy cho 1.000m2. Sau 20 ngày là hết xác ruồi và tẩm hỗn hợp thuốc mới vào bẫy. Cách 7 ngày trích hút quả. Giai đoạn quả già đến chín thường bị một số côn trùng, sâu bệnh phá hoại, đặc biệt là ngài trích hút hại quả. Việc sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ ngài trích hút ít có hiệu quả. Do đó, làm lồng để bẫy ngài trích hút là một biện pháp mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn cho sản phẩm, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao phẩm chất quả. Với 1 hectare, bà con dùng 25 bẫy lồng treo xung quanh bờ vườn. Chất liệu: vải màn 2,5m2, thanh tre, nứa hoặc thép, dây nhùi, ni lông để lên đĩa mồi. Cách làm: đường kính vòng lớn 40cm, chiều cao lồng 60cm, đường kính vòng nhỏ 15cm, chiều cao hình nón 35cm, đĩa ni lông chứa mồi. Mồi dẫn dụ bằng mít dai, dưa chín, cam chín, xoài chín, ổi chín. Thu bắt ngài sau một đêm, sáng hôm sau có thể tiến hành bắt ngài bằng cách lật ngược bẫy rồi giết ngài. Những nơi gần rừng có đêm thu được từ 50 đến 100 con trên một lồng. Trên đây là một số cách chăm sóc vườn bưởi giai đoạn đậu quả non, hy vọng sẽ hữu ích cho bà con.